sản phẩm mới ra mắt, cho nên sẽ được kế thừa đúc kết kinh nghiệm từ những sản phẩm trước đó cũng như là khắc phục những cái điểm yếu của sản phẩm trước đó. Ví dụ như mũ ROG 07 này, khối lượng của nó đã nhẹ hơn rất là nhiều, nó chỉ có 1080g so với mũ ROG 02 trước đó tới 1450g, thì đây có thể nói là lựa chọn cực kỳ tốt luôn. Phần đáng kể nhất là phơm mũ được thu gọn hơn, cho nên đội vào nó không cảm giác thô giống như ROG 02. Trọng tâm mũ được điều chỉnh rất là cân bằng, cho nên đội cái mũ này thời gian lâu dài đi chăng nữa các bạn sẽ không có cảm giác bị mỏi cổ. Cái mũ này á, thì được tặng một cái kính bên ngoài và một cái kính bên trong. Và ở Hebi, riêng chỉ có ở Hebi các bạn sẽ được dùng thử mũ này trong 2 tuần. Nếu như các bạn không thích thì Hebi sẽ thu lại nón này với giá 80%. Ví dụ giá bán ra cho bạn là 1 triệu thì Hebi sẽ thu lại 800 nghìn nha. Hebi có khoảng là 6-70 bộ tem để các bạn trang trí cho mũ này, cho nên cũng không cần phải sợ cái chuyện mà đơn điệu nha. Và bên mình sẽ phát triển tem cho mũ này cũng như là đang đặt thêm nhiều màu kính màu, cũng như là những cái bộ lót nón, những cái phụ kiện nào cần thiết cho mũ này Hebi sẽ chuẩn bị sẵn. Bạn mua nón này tại bất kỳ các cơ sở nào của Hebi đều được bảo hành và sử dụng dịch vụ như nhau nha các bạn, cho nên yên tâm ha. Mua ở chỗ này đem qua chỗ khác đổi trả bảo hành đều được hết, chứ không cần phải lo là cái chỗ này nó gần nó xa chỗ mình ha. Thích ở đâu thì cứ ghé ở đó mua là được ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.